Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Bình Ninh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất có tổng diện tích là 1.000 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga đường nhựa Nghĩa Trang khoảng là 50 m. Mình rẽ trái là liên thông ga quốc lộ 50 khoảng 2,5 km. Con đường này rộng khoảng là 3 m. Anh chị di chuyển là đường ô tô khoảng 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Bình Phan, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3. Mình cách khoảng 1 km. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm. Đất của mình thì cũng tương đối cao gáo bằng theo mặt lộ nhanh gì. Đất thì không màu mã, xung quanh thì cũng không có. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 20 m và có chiều dài là 50 m. Đất của mình thì đầu đuôi là bằng nhau luôn anh chị. Tổng diện tích của mình là 1.000 m² nha. Trên thửa đất thì gia chủ chỉ trồng cỏ thôi anh chị. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể trồng thanh long nè, dừa, mít, bưởi, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được luôn nha. Đất của mình là đất cây lâu năm nha anh chị, chưa có thổ cư. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình lên thổ cư ha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ bê tông này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 20 m. Bên kia thì gia chủ cũng cắm trụ bê tông luôn anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị mình có mua rất là yên tâm luôn nha. Ở đây thửa đất đang quay về hướng nam nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 66 km là anh chị tới. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ranh cho anh chị nắm ha. Đất của mình thì tới ngay chỗ vị trí trụ bê tông này là 20 m nha anh chị. Đó, chiều sâu của mình xuống bên dưới là 50 m. Khu vực này thì trồng dừa, đinh lăng rất là nhiều luôn anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Ở vậy thì anh chị mình trồng tất cả loại cây ăn trái luôn nha anh chị. Mình cách đường nhựa Nghĩa Trang chỉ 50 m thôi. Đường thì rộng khoảng 3 m. Anh chị mình di chuyển là đường ô tô luôn nha. Cái bên thì mình có một cái vườn thanh long nha anh chị. Để em di chuyển ra phía sau để anh chị mình nắm rõ về ranh giới luôn. Ở đây thì gia chủ chỉ trồng cỏ dôi thôi anh chị.
Ở phía trước thì về anh chị mình cất một ngôi nhà, ở phía sau thì anh chị mình lên clip mình trồng cây ăn trái là tuyệt vời nha anh chị. Vườn thanh long cái bên anh chị trái cũng rất là nhiều. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 300 triệu nha anh chị, nó cho hết diện tích là 1.000 m². Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem ha, và gặp ngay chính chủ luôn nha. Nghiêng của mình là 20 m, dài là 50 m nha anh chị. Ở đất mình là vuông vức luôn. Ở phía sau thì gia chủ chỉ trồng cỏ thôi anh chị. Mảnh đất của mình rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, mình tới ngay chỗ vị trí trụ bê tông này. Phía sau đất thì mình có một cái đường nước nha anh chị. Đó, mình lấy nước ra vào để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn anh chị. Ở phía trước thì mình có một con lộ rất là rộng. Ở phía sau thì mình có đường nước anh chị. Cách nhựa thì chỉ 50 m thôi. Ở đây thì trồng cúi sim rất là tốt luôn anh chị ơi. Mảnh đất này về anh chị mình trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha anh chị. Nó gia chủ đang kêu bán là 1 tỷ 3 nha anh chị. Đất mình tới ngay chỗ trụ bê tông này là hết ranh giới của mình. Hai cái cạnh của mình cũng là 50 m luôn anh chị. Đó, chị thấy không? Cái vườn kế bên nè, trồng bưởi da xanh, dừa sim rất là tốt luôn. Ở đây thì từ vị trí thửa đất của mình di chuyển ra chợ Bình Phan chừng 1 km đổ lại thôi nha anh chị. Một ngày mới em cũng kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Dùng đất này thì em thấy rất là tốt luôn nha anh chị. Đó, chuối sim của mình nè, trái rất là to và cái quài của mình á rất là dài luôn. Ở đây thì cái bên người ta trồng măng su đủ nè anh chị. Đất của mình thì rất là gò nha anh chị. Phía trước thì anh chị mình về cất một ngôi nhà ha. Phía sau thì anh chị mình lên một cái clip để anh chị mình trồng dừa nè, bưởi, su đủ, sabo chê. Khu này thì anh chị mình nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha anh chị. Nó gia chủ thì đang kêu bán với giá là 1 tỷ 300 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị mình trao đổi và thương lượng giá tốt nhất để anh chị cô chú mình mua. Ở đây thì mình cũng có một con đường để anh chị mình di chuyển ga lộn nhựa luôn anh chị. Ở bên đây thì cũng
giống bên kia khoảng 50 mét. Tổng diện tích thửa đất của mình là 1.000 mét vuông nha anh chị. Đó, ngang là 20, dài là 50. Đó, đất thì thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình lên thổ cư ha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Đây là tổng quan thửa đất của mình. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.